lệnh bắt bị can để tạm giam. Tôi, Thượng Quan Tây Ninh, căn cứ quyết định khởi tố bị can số 18 ngày 30 tháng 7 năm 2020, 148 Bộ luật hình sự, căn cứ vào điều 36, điều 109, điều 113, điều 119, điều 173, công sinh ngày 16 tháng 5 năm 2001 tại Tây Ninh, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo Không, nghề nghiệp Công an Tây Ninh, tổ chức thi hành lệnh này và giải bị can đến trại tạm giam Công an Tây Ninh, giám thị tại tờ đến Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Tây Ninh, Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan An ninh Điều tra, Thượng tá Lê Minh Tùng. Tại Công an Tây Ninh, căn cứ quyết định khởi tố vụ án bị can số 19 ngày 30 phạm vào khoản 1 điều 348 Bộ luật hình sự, căn cứ vào các điều anh bắt bị can để tạm giam trong thời gian 3 tháng kể từ ngày bắt đối với nơi cư trú ấp Bào Tép, xã Tiên Thịnh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, phân công và giải bị can đến trại tạm giam Công an Tây Ninh, giám thị tại tạm giam, nêu đơn thi hành việc tạm giam bị can. Lệnh này, lệnh này gửi đến Viện Kiểm sát dân tỉnh Tây Ninh. Nghe nói vô công ty đó cũng khó lắm phải không? Xin phải không? Đẩy luôn đi, tôi còn ký tên đi.